tới nhìn nè. Khoai tây ơi, khoai tây. Khoai tây. Khoai tây xin chào ông bà cô chú ạ. À. À. Xin chào tất cả mọi người. Gia đình Khoai Tây đang trên đường đi đến cửa hàng xe đạp để mà nhận chiếc xe đạp của ba Khoai Tây. Ba Khoai Tây đã mua online rồi, trả tiền rồi, thì người ta hẹn bây giờ tới lấy. Mà theo thông thường là ba Khoai Tây nói là từ 2 đến 3 tuần mới xong, mà không hiểu sao cái đợt này là nó nhanh. Mua online thì khoảng cỡ 2-3 ngày người ta đã thông báo là hôm nay là phải tới nhận xe rồi. Cho nên thành ra là đang trên đường đi để nhận xe đạp cho ba Khoai Tây. Vậy là ba Khoai Tây khỏi phải chạy bộ nữa mà có thể đạp xe đạp. Thank you, yes. Special when severe si harass for this becoming und dann musst du nicht mehr laufen, ha? Hi. Hôm nay thì thời tiết là nó ấm lên rồi nhưng mà mát Khoai Tây vẫn sợ, cho nên là ra đường là bận kính như vậy nè. Ba Khoai Tây nói ấm cho nên thành ra chắc là bây giờ ấm rồi. Hay ấm này. Hay. Aber nicht vorher jetzt irgendwie jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ja. Du bist das so nah. Dann muss ich das Fahrrad wieder in den Keller stellen, dann wieder hochholen, wieder runter. Ja. Jeden Tag und den Auto anfangen. Ba Khoai Tây nói là không có thể nào mà ngày nào không chạy xe đạp được. Cho thấy không? Ich habe auch gar nicht geschlossen. Das Schloss, was wir haben, ist nicht verdrückt. Drinnen schon okay, aber ja. Kann man relativ leicht aufmachen. Ja, da geht schon wieder raus. Có. Cái giày của Khoai Tây bị rớt ra rồi nè. À. Ok, thì thôi. Hôm nay trời ấm lên rồi. Mà tại vì ở trong nhà nên vẫn còn lành lạnh cho nên thành ra là phải hả? Áo sống được kỹ càng ra đường. Hai mẹ con này nhìn nè. Đó, cũng hả, chuẩn bị cho Khoai Tây áo sống, sợ sợ lạnh. Giờ rút cuộc ra ngoài đường thì nó không quá lạnh. Chà, đã không? Bài này đã không? Trời ơi, gác chân lên kìa. Đã dễ sợ luôn. Gác chân lên tiếp nè. Chuẩn bị tới cái cửa hàng xe đạp rồi. Đây là cửa hàng xe đạp bữa mình đã ghé rồi nè, bây giờ quay trở lại để nhận xe. Khoai Tây ơi, sao Khoai Tây buồn vậy Khoai Tây? Hả? Á? À? Hả? Thôi mất rồi, trời ơi. Hồi nãy Khoai Tây ăn dâu nè, cho nên hả, hai cái tay nó hả, chín đen, chín đỏ, chết à. Cái ba Khoai Tây lấy giấy tờ ra nè. Để đi nhận ở đây. Ba Khoai Tây khóa lại rồi mà quên. Bến trên lầu hả? Trên lầu.
À, mấy cái lều này người mất tiền á. Đó đó. This is sleeping bag, huh? About order? No. What's that? No. For clips of clips. Tent to sleep, but hanged along to the clips. Nein, nein. Kann man nicht aufhängen, nicht nur einfach hin. Normal, aha. Tưởng đâu là mấy cái túi ngủ này treo ở trên mấy cái đỉnh núi, vách núi vậy. Nhưng mà bạn có thể nó không, nó bình thường. Ok. 80 là như ta, là một gần 2 triệu á. Tám triệu là 2 triệu chứ. Tại buồn hay là buồn không bà con chú à? Tại sao con buồn? Hả? Bục hiện lên hỏi rằng tại sao khoai tây buồn? Khoai tây trả lời sao nè? Phải không con? Khoai tây trả lời vậy hả? Cha 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 cha. Sao con không có ngồi thẳng lên con? À, coi tay mệt mỏi quá ở người kìa hả? À. Da 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 da. Đây người ta hỏi là ba khoai tây tới nhận hàng phải không? Up Holland ấy. Đây, cái tờ giấy ba khoai tây đưa là thư người ta kêu là tới nhận hàng. Rồi sau đó là mình đưa cái giấy tờ tùy thân ra. Anh kiểm tra đây. Cho ta. Hả? Sao mà? Hả? Second use. Hả? Đồ second hand nè. Nói chung là cũng có người mua rồi. High price đó. Vì phí? Dạ. Tí giá? Dạ. Phong ôn ác xí? Ôi có 85.
85 ơ là gần hơn 2 triệu á, 2 triệu 50 2 triệu 50 cho 2 triệu 100 đi, cho 2 triệu đi, vậy là 2 triệu một chiếc xe này nè, em là second hand nhá, cho con nít nè. Đây, giống như là đó, cô bé đó có một cái chiếc second hand kia đó, à không, chiếc xe nhưng mà nó có bàn đạp, còn cái này là không có bàn đạp ha. Đó, má Khoai Tây rất là thích mua một cái chiếc này nè cho Khoai Tây. Thật ra là Khoai Tây đã có một cái chiếc mà không có bàn đạp dành cho con nít tập đi rồi, đó là cũng mua second hand 10 ơ cho Khoai Tây đó hả. Khoai Tây từ từ á, xong sử dụng á con ha, Khoai Tây chưa có biết đi mà. Cái nào mà Khoai Tây biết đi rồi mình tính ha. Okay. Anh ấy nói là có thể là ở tầng dưới chứ không phải tầng này. Okay. Tại vì thấy tầng này là có rất là nhiều cái xe đạp được lắp ráp rồi nè, cho nên là tưởng là tầng này. Cho nên xuống lại nè. Haut das denn im System auf? Aber bezahlt ist es schon. Ja, also ne, ich hab das hier ganz normal. Ich hab das ganz normal hier. Und die da abholen. Tức là đã có cái giấy là tới nhận hàng rồi mà. Mà cái anh ok. Mà anh nhân viên anh nãy giờ anh đi tìm tới tìm lui chưa biết là chiếc xe bao Khoai Tây đang đâu nữa. Chỗ nào? Dann müssen wir stehen. Ja. Wahrscheinlich es ist im System, aber sie finden es nicht. Ist auch schwer. Ja. Khoai Tây nặng quá rồi. Oh. À. Was wieder? Ich glaube, vielleicht ein bisschen schwätzig, oder? Oder gepinkelt, oder von deiner Hand. Super schweiß Hand. Ja. Ha! Tay của má Khoai Tây bị ra mồ hôi. Trời nóng lên cái là bắt đầu ra mồ hôi. Chứ mùa đông bình thường tự nhiên cái nóng lên cái bắt đầu chảy mồ hôi. À? Gì đâu mà hả, mua xe đạp cho ba hả? Mua xe đạp cho ba gì đâu mà hả hả, rắc rối quá đi ha Khoai Tây ha, đi tới đi lui hai ba bận mà vẫn chưa có thấy cái xe đạp của ba đâu hết trơn à hả con ha. Ba à, Khoai Tây kêu ba à, mama bye bye. Ờ, tới đó. Sắc es was của các chú fan xung. Nãy. Ok. Cuối cùng cũng đã có rồi.
sind aufgetaucht. Genau, ja. Haben Sie trotzdem nochmal einen Perso? Ja, also natürlich. Tại mừng quá có chiếc xe của bà khoai tây rồi nè. Ich sag vorne Bescheid. Okay, danke. Okay. Oh, Tata, und dann hast du diese Frage, diese Adapter für dein Fahrrad? Den kann ich hier nicht kaufen. Okay. À, thì đó, hỏi đó là cái con ốc gắn ở chỗ này nè. Để gắn cái... Alles gut, weil ich den sonst auch bestellt habe, haben wir es direkt schon angebaut. Ja. Yeah. Để gắn cái xe đẩy của khoai tây vô. Mà ba khoai tây nói là không có mua được ở đây. Hier, da muss man jetzt die Mutter muss man abmachen. Ja. Dann kommt wieder Adapter drauf geschraubt, dann die Kupplung und dann macht man das Ding wieder drauf. Ja. Đó, ba khoai tây nói là đầu tiên là phải bỏ cái con ốc này ra nè. Rồi xong sau đó là cái mới gắn cái adapter là cái con ốc khác. Muss ich einfach messen wie. Cho con này. Durchmesser und dann yeah. Die Steigung. Ok. Mà ba khoai tây muốn biết là cái đường kính của cái trục này nè là bao nhiêu để mà dễ bề mà mua cái con ốc đó. Ba khoai tây. Ja, jetzt können wir eigentlich nach vorne gehen, ne? Ja. Đây, dạ, biết chứ. Cái xe đạp của ba khoai tây á là size là XXL, là cái size bự nhất á. Không biết có phải bự nhất hay không nữa. Là có cái size đó là bự nhất à. Chứ chưa có cái size mà 3XL. Tata, cắt cho phải là biết xin hút. Bye bye. Bye bye. Vì lại gì cắt cho phải là biết xin run cho hả? Dạ. Thì rút xong xin mà. Như thế không? À, để khoai tây nằm ngửa ngửa ra chút cho không bị đổ xuống. Tại khoai tây còn nhỏ, cái chân chưa có chạm được tới cái này nè. Cho nên thành ra là hay bị đổ xuống. So, was warten wir? Jetzt können wir gehen eigentlich. Jetzt muss ich noch mal vorne zur Klasse. Okay. Rồi. À, ok, bây giờ là có thể về. Ủa? Können wir nicht das kaufen? Adapter? Kaufen Sie mal. Die verkaufen das nicht. Aha. Das habe ich dir schon fünfmal gesagt. Ba khoai tây đã có chiếc xe mới rồi đó. Tschüss. Danke schön, Ihnen auch. Rồi. Aber diese size mút hả? Rất là nắng cho khoai tây nè, quá trời nắng giờ. Ô đồ. Quay. Trên đó đó, trên. Nhá. Quay cái nồi của khoai tây lại. Ok, đi về đây.
das in einem anderen Video finde heraus, ob ich Fahrrad fahren kann. Jetzt noch nicht. Probier das. Mach mal tay chạy thử. Muss ich hochstellen. Ja. Cái yên. Yên thấp quá giờ phải đưa cái yên lên nè. Đa rồi đó hả? Ba chạy về trước ha, hai mắt con mình đi bộ về sau hay sao? Ba phải tay hả? Good. À, noch. Okay, dann noch einmal, noch ein bisschen. Vẫn còn thấp. Trời vậy, đưa lên cao một chút. Cao nhiều, cao cao vừa vừa thì ok, mà cao quá bất lợi. Vậy tính ra là chiếc xe của ba khoai tây á là cũng cùng nhãn hiệu với xe của má khoai tây luôn á chứ. Ngày xưa là cái xe của má khoai tây á là ba khoai tây mua 201 hay 202 gì đó. Và mua cũng được 4 năm rồi. Và bây giờ là mua cái chiếc xe cho ba khoai tây. Thì 4 năm qua nó tăng lên 40 ơ đó. Là bây giờ là giá là 202 cái chiếc xe của má khoai tây là bao nhiêu tiền ta? 200 là 5 triệu. Là 5 triệu rưỡi. Ừ, 5 triệu rưỡi. Còn chiếc xe của ba khoai tây á là gần 7 triệu. Rồi, đại khái cỡ như đó. Trời ơi, kìa coi. Trời, tưởng nó rớt cái chiếc dây. Lấy ra gọng rồi kìa. Ông bà cô chú thấy không? Trời ơi, nằm mà gác chân gác cẳng lên như vậy. À, ừ, con phải gác chân gác cẳng thì con mới chịu phải không? Ừ. Trời ơi, chiếc dép của mình là tại sao lại ngậm? Lên cho má, mang vô lại nè. Đây, thôi đã có xe đạp mới rồi đó ông bà cô chú ạ. À, gia đình khoai tây đi về nhà thôi. À, vậy bữa gia đình khoai tây sẽ chạy xe đạp á, vòng chơi. Khoai tây. À ta. Chà, con nhìn cái gì vậy khoai tây? Con nhìn gì vậy? À ta. Ông bà cô chú có nhìn thấy không đó, khoai tây tròn một ngón tay vô cái lỗ mũi của mình kìa ông bà cô chú ơi. Nhìn trời ơi, sao con lại tròn cái tay vô cái mũi, tao ra sáu mồi. Có chút phải mít phiên gầy nữa. À, nói xấu con đó hả? Bữa nay đi với lại ba khoai tây để lấy chiếc xe cho nên thành ra là không có thời gian nấu nướng, cho nên là mua pizza về ăn. Đây là pizza có thu có người gì đó. Mua 2 hộp. Mỗi người một cái. Mua pizza không? Mà khát nước quá. Mua một chai nước uống.
tính tiền.